Con Tum, xe tải lao vào nhà dân. Ngày 18 tháng 1, Công an huyện Đắc Tô, Con Tum cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xe tải lao vào nhà dân. Theo đó, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Ngọc, 35 tuổi, ở Thái Nguyên, điều khiển xe tải mang biển số 89H03299 di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng thành phố Con Tum, huyện Ngọc Hồi, Con Tum. Khi đến đoạn qua thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, chiếc xe tải này bất ngờ lao về bên phải đường, tông vào trụ nhà ông Lê Văn Phúc, 62 tuổi, ở thị trấn Đắc Tô, rồi lật nghiêng. Hậu quả, ô tô tải và nhà ông Phúc bị hư hỏng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Đắc Tô triển khai công tác cứu hộ, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cặp đôi U60 bị phát hiện đang làm chuyện phi pháp. Công an thành phố Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng, Đoàn Trọng Tuấn sinh năm 1962 và Vũ Thị Tâm sinh năm 1965 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Dương phát hiện Đoàn Trọng Tuấn và Vũ Thị Tâm thường xuyên qua lại với nhau và có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 15 tháng 1, khi Tâm và Tuấn đang chuẩn bị mang ma túy đi tiêu thụ thì bị công an thành phố Hải Dương phát hiện. Lực lượng chức năng thu giữ một gói ma túy có trọng lượng 0,063 gram. Được biết, Tâm từng có một tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào năm 2017. Tuấn là đối tượng thường xuyên sử dụng chất ma túy. Kiều nữ tung chiêu lừa đảo đổi tiền mới, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Hoàng Như Phương, sinh năm 1988, mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do nợ nần, cần tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân, kiều nữ Hoàng Như Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc phương kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, sẽ trả lãi từ 7 đến 10%, khoảng 3.000 đồng trên 1 triệu một ngày cho một giao dịch trong thời gian 7 đến 10 ngày để chiếm đoạt được tiền của người đầu tư. Phương nói dối về việc bố mẹ và người thân của mình đang làm việc tại nhà máy in tiền quốc gia, có mối quan hệ với cán bộ của nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới với nhiều mệnh giá khác nhau, không mất phí để những người bị hại chuyển tiền cho Phương. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới trả cho những người bị hại, qua đó tiếp tục tạo sự tin tưởng để những người bị hại chuyển thêm tiền cho Phương rồi chiếm đoạt. Thực chất, Phương phải đổi tiền mới có bất phí, rồi sau đó sử dụng một phần tiền mới trả người bị hại với mục đích để họ tin tưởng chuyển tiền cho Phương rồi chiếm đoạt. Cáo trạng xác định trong thời gian từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, Phương đã chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền là hơn 13 tỷ đồng. MH18 của Malaysia Airlines chở 130 người bị nổ lốp Máy bay của Malaysia Airlines chở 130 hành khách đi Kuala Lumpur ngày 18 tháng 1 đã bị nổ lốp tại sân bay ở Ấn Độ. Tân Hoa xã dẫn lời các nhà chức trách cho biết, sự cố xảy ra ở sân bay quốc tế thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ khi MH18 chuẩn bị khởi hành đi Kuala Lumpur, Malaysia. Không ai bị thương trong vụ việc. Theo các quan chức sân bay, tất cả hành khách đều an toàn và rời khỏi máy bay sau vụ nổ lốp. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH18 của hãng hàng không Malaysia Airlines sau đó đã được chuyển về khách sạn và dự kiến đáp chuyến bay vào sáng 19 tháng 1. Các báo cáo cho biết, lốp sau của máy bay đã nổ khi máy bay đang di chuyển để chuẩn bị cất cánh. Hiện tại, các kỹ thuật viên bảo trì máy bay đang sửa lốp. Lý do hai cựu phó chủ tịch huyện ở Bạc Liêu bị bắt Ngày 18 tháng 1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Nọc Nạn, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hiền, sinh năm 1963, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Việt Hà, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1984, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, ngụ phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phượng, sinh năm 1958, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai. Nguyễn Văn Trận, sinh năm 1980, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Thanh Lệ, sinh năm 1967, nguyên phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Giá Rai, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong quá trình điều tra xác minh vụ án, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án khu dân cư Nọc Nạn đã được cơ quan giám định xác định, Tổng giá trị thiệt hại của nhà nước hơn 45,2 tỷ đồng. Vụ ba thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn, chỉ tìm thấy vài phần thi thể. Ngày 18 tháng 1 đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ trên sông cửa lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển. Các nạn nhân đều ngụ tại thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căng, gồm Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1982, Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 2008, cả hai đều làm nghề lượm ve chai và Tạ Văn Nhí, sinh năm 1991, làm nghề thợ hồ. Tại các nơi đến, ông Trần Văn Hiện ân cần thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Ông Trần Văn Hiện lưu ý, chính quyền địa phương cụ thể là thị trấn Nam Căn hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân. Trước tiên là lo hậu sự cho người gặp nạn và có hướng hỗ trợ lâu dài để các gia đình ổn định cuộc sống sau này. Trước đó, huyện Nam Căng đã thành lập đoàn đến thăm và trao hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 4 triệu đồng. Được biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng 17 tháng 1 tại khu vực sông Cửu Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển. Sau vụ nổ, ba người trên vỏ mất tích. Tại hiện trường chỉ tìm thấy một vài bộ phận cơ thể người nhưng không thể xác định của nạn nhân nào công tác tìm kiếm thi thể của các nạn nhân vẫn đang tiếp tục triển khai. Các bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan chức năng của huyện và địa phương đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Rùng mình trước kẻ thủ ác làm nhục xác chết nữ sinh Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Ngọc Hoài Mến, 30 tuổi, ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, không nghề nghiệp, không tài sản, không tiền tiêu. Mến đi trộm cắp để sống, Mến chuyển về thuê trọ tại khu số 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi la cà thăm dò, Mến thấy nữ sinh viên Bùi Thanh Thảo, 22 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, trọ gần đó, có điện thoại di động đẹp nên lập kế hoạch trộm cắp. Khuya hôm đó, Mến đi ăn trộm như kế hoạch. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn thấy cô sinh viên trong đèn học. Mãi đến khoảng 2 giờ sáng, nữ sinh mới dừng học, đi ra nhà vệ sinh chung để đánh răng đi ngủ. Mến đột nhập vào phòng trọ trộm tài sản. Mến lấy chiếc điện thoại định bỏ đi thì chủ nhà đi vệ sinh trở vào bắt gặp la lên. Tên đạo chích nhanh tay xông tới bịt miệng, vật ngã rồi bóp cổ cho tới khi nạn nhân tắt thở. Hắn sau đó bế xác cô gái đặt lên giường rồi cởi quần áo thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc mến ung dung lục lọi đồ đạc, lấy chiếc điện thoại rồi khép cửa đi về phòng trọ của mình. Khoảng 9 giờ hôm sau, sợ bị bại lộ, hung thủ lau chùi hiện trường, mặc quần áo cho nạn nhân, đặt thi thể nằm trên giường ngay ngắn khóa trái cửa bỏ đi. Chiều cùng ngày, mến dọn dẹp đồ đạc khỏi nhà trọ, đi thuê một chỗ trọ mới cách hiện trường chừng 500m. Về phía nạn nhân, sau khi các bạn trên trường không thể liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành, các bạn của Thảo đã chạy đến phòng trọ xem tình hình, phát hiện sự việc kinh hoàng trên báo công an. Nghi phạm sau đó cũng nhanh chóng bị bắt giữ và bị tuyên mức án tử hình. Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe khách vi phạm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 Công an thành phố Hà Nội thực hiện kế hoạch tuần tra xử lý đối với xe khách, xe dịch vụ trên địa bàn xung quanh Bến xe Mỹ Đình, đặc biệt sát kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2024 năm nay, đội cảnh sát giao thông số 6 sẽ liên tục tuần tra xử lý đối với các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ tại khu vực do đội cảnh sát giao thông số 6 phụ trách có bến xe Mỹ Đình, lưu lượng xe khách vào rất đông, sau đó đơn vị đã bố trí các tổ công tác kiểm tra chuyên đề đối với ô tô. Trong buổi giao quân, tổ công tác tuần tra kiểm tra phát hiện nhiều xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong buổi sáng ngày 18 tháng 1, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 98B01517 do tài xế Ngô Văn Thao, sinh năm 1975, tỉnh Bắc Giang điều khiển, chạy tuyến Hà Nội Bắc Giang vi phạm dừng xe nơi có biển cấm, dừng đỗ để đón khách, chờ hàng gửi. Tài xế Thao cho hay, biết dừng đỗ tại đây là sai nhưng mà vì thời điểm sắt kỳ nghỉ lễ, nhu cầu người dân gửi hàng về rất nhiều nên đành tranh thủ đứng đợi ở nơi nhận hàng ở bên ngoài xe, bởi vì như vậy mới đủ tiền xăng dầu và việc dừng ở đây cũng chỉ là vì chiều theo ý khách. Trung úy Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết, Dịp nghỉ lễ nguyên đán năm nay, chúng tôi sẽ thường xuyên liên tục bố trí triển khai các lực lượng 24 trên 24, xử lý nghiêm các phương tiện đón trả khách không đúng nơi quy định, nhồi nhét khách qua số lượng quy định. Chúng tôi sẽ kiểm soát các lái xe về quy định nồng độ cồn, trường hợp vi phạm sẽ lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp Trung Quốc tham gia làm cầu tứ liên và metro văn cao hòa lạc sáng ngày 18 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa sở giao thông vận tải hà nội và tập đoàn xây dựng thái bình dương trung quốc tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex nội dung bản ghi nhớ là hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố các bên liên quan thống nhất cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của hà nội trong đó tập trung vào hai dự án thứ nhất dự án đầu tư xây dựng cầu tứ liên và đường từ cầu tứ liên đến cao tốc hà nội thái nguyên tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km từ nút giao nghi Tàm đến nút giao vành đai ba cao tốc hà nội thái nguyên về quy mô cầu tứ liên có chiều dài 2.924 km trong đó cầu chính dài 1 km mà các ngang theo quy hoạch bảo đảm 6 làn xe cơ giới 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng Thứ hai, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc, quy mô tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa với chiều dài 38,43 km, gồm 6,5 km đi ngầm, 2 km đi cao và 29,93 km đi trên mặt đất, 21 ga và 2 khu depot, tổng mức đầu tư 65.000 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex cho biết, đơn vị mong mỏi tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội. Với sự hợp tác này, Vinaconex và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết triển khai các dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.